Hey yo, chào các bạn, và ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau ở trong cái video mới này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để chia sẻ cho mọi người về cách mà mình làm video nó sẽ như thế nào. Và đầu tiên thì về cái thiết bị sử dụng để quay video mỗi khi mà mình up video mới lên á, là mình sử dụng một chiếc máy Canon EOS 700D. Thì đối với một số bạn mà cũng kiểu như là có biết hiểu biết một chút về máy ảnh hoặc là chơi về máy ảnh nhiếp ảnh thì cũng biết là cái máy Canon 700D này nó ra đời từ khá lâu rồi. Về cái lý do mà mình không muốn đổi cái máy này á, là bởi vì là cái máy này do chính một người thân của mình tặng mình cách đây 4 năm rồi, nên là mình cũng không có ý định đổi, bởi vì là cái nhất là nó sử dụng rất là tốt. Cái thứ hai là các bạn có thể thấy là cái nước ảnh, cái màu ảnh nó cho ra cũng khá là rõ nét và đẹp. Bởi vì là những cái nhu cầu vlog của mình ấy, nó chỉ cần đạt được yêu cầu như thế thôi, cho nên là mình không cần phải nâng cấp lên những cái máy xịn hơn làm gì. Và đó là một cái quà tặng mà mình nghĩ là cái quà tặng thì chúng ta không nên bỏ xó nó hoặc là không dùng nữa, mà mình vẫn sẽ sử dụng cái này để mình quay vlog trong những thời gian sắp tới. Về cái micro để mình quay phim thì là mình sử dụng một cái micro của Boya. Thì cái micro này nó khá đơn giản, các bạn chỉ cắm vào và bấm quay phim là nó tự động thu âm cho các bạn. Nó không hề gọi là có cái công tắc để các bạn bật hay là tắt. Về cái chất lượng âm của cái mic Boya này thì các bạn có thể thấy là hầu hết những cái video trước là mình thường là sử dụng cái mic này để mình quay. Và tiếp đến thì mình sử dụng một cái chân máy ảnh. Thì cái chân máy ảnh này nó có thể gọi là cái chân bạch tuộc, để các bạn có thể là cầm mỗi lần ra ngoài cầm sẽ như thế này. Nó sẽ cầm như thế này để quay video cho các bạn. Về cái chân tripod này thì mình ít dùng, bởi vì là mình, các bạn có thể thấy là mình thường quay những cái video ở trong nhà, không hề ra ngoài quay vlog mấy. Và chắc có lẽ là trong cái thời gian sắp tới, khi mà mình đi nghỉ hè hoặc là mình đi nghỉ mát, mình sẽ quay khá là nhiều vlog cho mọi người bằng cái chân máy ảnh này và cái máy ảnh này. Ok. Về cái ống kính của cái máy quay này thì mình sử dụng một cái ống kính 18-55 STM. Thì đây là một cái lens kit mà mình mua máy ảnh và nó gồm theo luôn. Và đây mình sẽ sử dụng thêm một cái đèn này, một cái đèn của Jono để chiếu sáng mỗi khi mà mình thấy là cái video của mình nó chưa đủ sáng. Ngoài ra thì mình có sử dụng thêm một cái đèn tròn. Thì cái đèn tròn này nó là gọi là đèn tròn make up hoặc là đèn tròn để livestream. Và mình sử dụng nó mỗi khi mà mình cảm thấy là cái phòng của mình nó khá là thiếu sáng. Và chính như cái video các bạn đang xem này thì mình đã sử dụng một cái ánh sáng tự nhiên, đó chính là một cái khung cửa sổ của nhà mình. Các bạn có thể thấy là mình đã sử dụng một cái khung cửa sổ để có thể lấy ánh sáng vào, và một cái số đèn ở trên trần và đằng sau để có thể tạo nên một cái background trông nó màu mè hơn. Không biết ở đây các bạn nào mà làm vlog như mình, các bạn sẽ làm content như nào, nhưng mà đối với mình á, những cái content của cái video mình không hề chuẩn bị kịch bản sẵn, mà mình nghĩ cái gì thì mình nói cái đấy thôi. Và mình chỉ nghĩ đúng một cái, đó là cái tiêu đề của cái video. Và mình thường là mình sẽ nghĩ tiêu đề xong là mình sẽ ra tất cả những cái nội dung ở bên trong video đó. Và về cái background thì các bạn có thể thấy là mình sử dụng một cái background hoàn toàn 100% là thật. Không hề có cái chuyện gọi là quay video xong mình kỳ phong hay là này kia. Mỗi khi mình thiết kế cái phòng này thì mình muốn là một cái phòng để mình làm việc, và tiếp theo cũng là một cái phòng để mình có thể là quay video và có những cái background đẹp để gửi tới mọi người. Và về cái vấn đề mà máy quay để làm vlog á, thì các bạn cứ thoải mái đi, bởi vì là các bạn cần phải hiểu là vlog thì các bạn cứ có cái thiết bị nào quay độ phân giải khoảng HD hoặc là Full HD thì cũng có thể làm được vlog rồi. Ví dụ như ở đây mình sẽ quay mẫu cho mọi người bằng một cái đoạn mà mình quay bằng con iPhone 7 Plus này. Hey yo mọi người, và hiện tại thì mình đang quay bằng iPhone 7 Plus, và mọi người có thể thấy là cái chất âm, chất cái video nó cho ra cũng khá là tốt đúng không? Cuối cùng là mình sẽ chuyển nó vào cái máy tính của mình để mình edit video. Ok, và hiện tại thì mình đang sử dụng cái app Adobe Premiere để có thể là edit cái video này. Và ngoài ra thì mình còn sử dụng những cái app khác nữa, nhưng mà tuy nhiên hôm nay mình sẽ chỉ recommend cho mọi người cái app này. Và mọi người có thể thấy là trên màn ảnh của mọi người đây là một cái layout mà mình đã tạo để cho cái video mà các mọi người đang xem, và đây là những cái video mà mình cắt ghép vào lại với nhau. Vì cách nói ở trong cái video thường là mình sẽ nói rất là nhiều, rồi sau đó thì mình chuyển vào máy tính để chỉnh sửa nó, xem đoạn nào hợp lý nhất để mình cho vào. Ayo, chào các bạn, và ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người hai cái sản phẩm. Hai cái sản phẩm này thì được làm trực tiếp tại Việt Nam, và đó chính là Craft và
drink. Hai sản phẩm này là hai sản phẩm sáp và cũng như là thì hai sản phẩm này đó chính là hai sản phẩm sáp vuốt tóc dành cho nam, và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người và cũng như là review, muốn là sau đó các bạn đi chơi tóc các bạn sẽ rất là đẹp, bởi vì là cái này thì chúng ta cần phải có thời gian để ăn được tóc. Và vì và mình khuyến khích là các bạn khi mà các bạn và mình khuyến khích khi mà các bạn sử dụng con này ấy, thì các bạn nên sử dụng trước lần các bạn đi chơi khoảng một cái thông tin mới mà mình muốn thông báo cho các bạn là ngoài ra mình và một cái thông tin mới mà mình muốn thông báo cho các bạn là sắp tới thì mình có mở một cái. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho mọi người về cách mà mình thường làm video. Và nếu thấy hay thì các bạn nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình. Và các bạn nhớ là đừng quên follow Instagram mình, bởi vì là trước khi mỗi lần mình up video ấy thì mình thường thông báo lên Instagram và những cái đời sống của mình thì mình sẽ up in story. Và một cái thông báo mà mình muốn gửi tới mọi người là sắp tới mình sẽ mở ra một cái trang Instagram để bán áo, về cái áo của mình tự làm để mình muốn gửi cho mọi người. Và về cái thiết kế và cái chất lượng thì mình luôn đặt cái chất lượng và cái mẫu mã lên hàng đầu. Và cái giá thành của cái brand này thì mình muốn là hướng tới tất cả mọi người, và mọi người nào cũng có thể sử dụng được nó. Cho nên là mọi người yên tâm về cái giá thành là không hề quá cao, và cái chất lượng của nó thì mình đảm bảo 100% là cực kỳ tốt.